Xin chào quý vị và các bạn, mình là Marco. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lò Khởi Nghiệp. Hôm nay mình đặt cho các bạn ba câu hỏi rất là hay. Mà ba câu hỏi này mình được những ông thầy của mình hồi năm lớp 6 là thầy đặt có ba câu hỏi này cho mình rồi. Thì ba câu hỏi như thế này nha. Bây giờ mình hỏi các bạn có thể trả lời bên dưới cho mình coi coi đúng hay không nha. Con vật nào thông minh nhất? Con vật nào khỏe nhất? Và loại động vật nào ngu nhất? Đó các bạn nào biết trả lời dưới bên dưới cho mình nha. Bây giờ mình đưa ra các bạn một số đáp án thôi, chứ mình không có đưa ra một số gọi là gợi ý thôi. Mình nói động vật thông minh nhất là bạn phải, thì các bạn lên Google bạn tra ra là ra liền không. Thông minh nhất là cái động vật nào mà có cái não phát triển nhất, thì con cá voi là nó có. Mà có nhiều loại cá voi lắm các bạn hãy tìm hiểu con cá voi nào thông minh nhất. Có nhiều loại cá voi lắm, cá voi có não lớn nhất là thông minh nhất. Rồi động vật nào khỏe nhất? Khỏe nhất các bạn nghĩ con nào to thì thứ nhất nó khỏe giống như tê giác hay là sư tử hoặc là như là mấy con khủng long thì khỏe, nhưng mà thật ra không phải. Cái khỏe ở đây á là so với chính họ, tất cả mọi thứ đều so với chính mình các bạn, chứ không phải đi so với người khác. Có nghĩa là ok, hôm nay bạn nói là bạn phát triển bản thân là bạn phải so với chính mình ngày hôm qua. Có nghĩa là hôm nay bạn có gì đó vượt qua vùng an toàn của mình là bạn so với cái vùng an toàn của bạn ngày hôm qua, chứ bạn không có đi so với người khác. Sự so sánh giữa bạn và người khác là một cái sự so sánh khập khiễng. Tại sao mình nói khập khiễng? Là tại vì nếu bạn so sánh bạn với một cái người nào đó không thể nào được, tại vì cái background của họ, cái quá khứ của bạn khác, cái kiến thức của bạn khác, cái độ tuổi của bạn khác, khác tất cả mọi thứ là không sẽ so sánh. Cái người duy nhất bạn có thể so sánh được là so sánh với chính bạn. Thì bây giờ quay trở lại với cái việc là con vật nào khỏe nhất, thì bạn phải so sánh cái khối lượng nó có thể carry, có nghĩa là nó có thể kéo đi hoặc nó có thể khiêng lên, so sánh với chính cái trọng lượng cơ thể nó. Giống như kiểu ok, bạn nói là bạn muốn kiếm được 1 triệu đô, thì bạn phải chia cái mục tiêu đó ra thành bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, rồi mỗi tháng là bao nhiêu tiền thì bạn mới làm được. Hoặc là bạn nói ok, bây giờ nói, nhưng mà người ta hay nói cái câu là what can measure can improve, có nghĩa là cái gì mà bạn có thể cân đo đong đếm được thì bạn có thể gọi là cải thiện nó được. Chứ nếu bạn không cân đo đong đếm được thì làm sao bạn cải thiện, đúng không các bạn? Đúng không? Nếu các bạn thấy đúng thì các bạn hãy suy nghĩ ok, bây giờ tháng này lương của tôi là 10 triệu, làm sao để tháng sau lương của tôi 11 triệu, thì bạn mới biết được từ 10 tới 11, thì bạn thấy ok tăng lên, thì 1 triệu nó nhích ra đó, thì làm sao có được, thì bạn phải làm cái gì đó để bạn kiếm được thêm 1 triệu nữa. Một là bạn đi kiếm thêm việc khác, một việc khác nữa, hoặc là bạn bán cái gì đó, hoặc bạn làm cách nào cũng được. Bạn làm thêm giờ, đó, thì nó sẽ ra thêm 1 triệu nữa. Thì đó, cái gì mà bạn cân đo đong đếm được thì bạn sẽ phát triển, cải thiện nó. Ok, thì cái động vật mà kéo được cái trọng lượng gấp 1.100 mấy chục lần so với trọng lượng cơ thể nó là con bọ hung đó các bạn. Con bọ hung là cái động vật khỏe nhất thế giới, bạn thấy nó nhỏ xíu à. Có những con như là con kiến đó các bạn, nó mới thật sự là những cái động vật khỏe. Tại con kiến nó nhẹ lắm, mà làm sao nó có thể khiêng những cái lá cây mà nó nặng hơn cái cơ thể nó biết mấy trăm lần mà nó vẫn khiêng được. Cái đó mới mạnh. Giống như một cái vận động viên cử tạ, họ nặng 60kg, 70kg, nhưng mà họ có thể nâng được cái trọng lượng 400kg thì như vậy mới khỏe. Chứ cái người 400kg mà nâng được 400kg là bình thường. Người 60kg nâng được cái trọng lượng 60kg là người bình thường. Đó các bạn. Đó, mình đã trả lời các bạn hai câu hỏi rồi. Còn câu hỏi cuối, mình muốn nhấn mạnh đến câu hỏi cuối này. Động vật nào, con nào ngu nhất? Các bạn, mình dành cho các bạn ít phút để các bạn suy nghĩ nha. Chắc trong đầu các bạn nghĩ chắc con bò ngu nhất rồi, đúng không? Người ta nói ngu như bò, đúng không các bạn? Không phải, con bò ngu nhất. Cái con ngu nhất á là cái con thiêu thân các bạn, thiêu thân. Mình kể các bạn nghe nha. Hồi xưa lúc mà thầy hỏi mấy câu hỏi này mình cũng không biết thật sự. Lúc năm lớp 6, lớp mình 13 tuổi. Năm lớp 6, lúc mình 13 tuổi. Thế mình mới hỏi mấy đứa bạn mình, con thiêu thân là con gì mày? Lúc đó mình đi hội chợ trại hè đó các bạn. Thì thầy mới đốt lửa trại. Thầy hỏi câu đó xong thầy không ai trả lời đúng hết đó. Lúc đó ai trả lời đúng là được thưởng rất là nhiều thứ, thưởng tập vở, thưởng bánh kẹo, ai cũng trả lời sai. Không ai trả lời đúng luôn. Cái thầy nói thầy để lại cái này thầy thưởng cho chính thầy.
Thì ông thầy đó là cũng là cái ông thầy mà giúp mình đạt được huy chương trong cuộc thi võ đó các bạn, võ vương Việt Nam á. Thì ông thầy đó ông mới đốt lửa trại, đốt lửa trại xong rồi các bạn biết không, nếu mà đốt lửa trại á, khi mà đốt lửa trại xong, nếu bạn bỏ muối vô trong mấy cái lửa mà nó nổ bóp 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 bóp, nghe nó tiếng nó là hay đấy. Các bạn thử các bạn quăng muối vô trong lửa đi, các bạn sẽ nghe được tiếng nó hay lắm. Thì tới tối khoảng 8-9 giờ đó là bắt đầu thấy có những cái con mà nó bay vô, nó cũng kêu bóp 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 ở trong mấy cái bếp lửa luôn. Lại ông thầy ông ra ông ngồi nói chuyện, tạm thầy đó là giống như kiểu ở bên đoàn á, thầy đó là mình không nhớ cái gì đó của đoàn, ông là giỏi, ông là quản lý của trường luôn. Mình học trường Thanh Đa đó, thì bây giờ mình cũng vẫn còn liên lạc với thầy này. Tại ông thầy này là ông thầy đầu tiên của mình mà mình rất là khâm phục. Thì mình cũng còn rất là nhiều ông thầy khác ở Việt Nam mình khâm phục, nhưng mà mình phục ông thầy này nhất. Ông thầy này nói cho mình những cái câu rất là hay. Lúc tối cỡ 9 giờ thầy cũng tới sinh hoạt với lớp, lúc đó mình học lớp chuyên toán. Thì mình học lớp đó xong thầy tới nói chuyện. Cái thầy hỏi, ủa vậy cái con hồi nãy thầy hỏi trên trường á, sao không đứa nào trả lời cái đó là ai, con gì là ngu nhất? Cái mấy đứa nói, thì con nghĩ là con bò ngu nhất. Thầy nói không phải con bò đâu, cái con mà nó nhảy vô cái đống lửa kìa. Cái con mà nhảy vô cái đống lửa đó mới là con ngu nhất. Cái mình thắc mắc, mình hỏi, ủa vậy sao mà mấy con nó nhảy vô đó mà con cũng không biết con đó là con gì luôn. Mà thầy có thể giải thích cho tụi con nghe được không? Trong lớp không ai biết đâu mà. Học thì giỏi lắm, học chuyên toán giỏi toán lắm, nhưng mà mấy khác không biết. Lúc đó mình học lớp 6 á, thầy nói cái con mà ngu nhất á là cái con nó không quý cái mạng sống của mình, là nó đâm đầu của nó vô đống lửa để cho nó chết đó các bạn. Ở trên thế giới á, ở Úc á có một loài chim, các bạn nào thích đọc sách văn học á, các bạn có thể đọc cuốn sách là Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai của người Úc. Thì các bạn sẽ biết có một cái loài chim, người ta cũng con chim đó nó cũng muốn đâm đầu vô để cho nó chết, mà tại vì nó chết tại vì cái con đực hoặc là cái con cái, cái người yêu của nó chết thì nó mới chết theo. Còn cái động vật này á là nó chết, nó cứ đâm đầu cho nó chết thôi, đó gọi là con thiêu thân các bạn đó. Các bạn có nghe những bài hát là giống như con thiêu thân như vậy này nọ đó, thì các bạn biết là cái con đó là cái con vui nhất rồi. Ok, tại sao hôm nay mình kể cho các bạn nghe câu chuyện này, tại nó có liên quan đến cái chuyện các bạn khởi nghiệp và nó liên quan đến cái chuyện đầu tư, nên mình mới kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Các bạn nhớ chưa, mình nói các bạn ba con nào thông minh nhất, con nào khỏe nhất và con nào ngu nhất đó. Thì khỏe nhất thì bỏ qua mấy con thông minh nhất với là con khỏe nhất rồi, bây giờ mình kể cho các bạn nghe cái con nào mà ngu nhất. Thì mình từ cái con này mình mới nó có liên quan tới cái việc đầu tư với khởi nghiệp các bạn. Nếu mình ra mình khởi nghiệp kinh doanh đó, mà mình không biết gì hết, mình thật sự là giống như con thiêu thân luôn. Ngày xưa mình cũng đã từng như vậy các bạn. Tại sao mình nói với các bạn như vậy? Tại ngày xưa mình đi khởi nghiệp không ai chỉ mình hết. Ba mẹ mình cũng làm kinh doanh mà ba mẹ mình không chỉ, đâu có liên quan gì đâu chỉ, mà ba mẹ mình cũng không biết chỉ sao nữa, mình cứ tự ra tự làm thôi. Hư tới đâu rồi sửa tới đó, rồi hư tới đâu thì vá tới đó. Có nghĩa là làm theo kiểu là nó có ba loại hình kinh doanh các bạn. Là loại thứ nhất á, là làm, cứ làm đi, làm tới đâu hư tới đâu sửa, hư tới đâu sửa. Cái loại thứ hai á thì học trường lớp bài bản đàng hoàng rồi ra làm. Thì nghĩa là trường lớp đàng hoàng là mình nói là giống như học đại học này nọ đó, rồi ra là toàn học lý thuyết thôi, rồi ra thì cũng kiểu như vậy luôn, là lý thuyết hiểu nhiều quá mà ra thực tế nó dập, nó khác lạ đó, nó không có giống. Còn cái loại mô hình thứ ba gọi là mô hình mentorship, là mô hình có người cố vấn, là nghĩa cái người cố vấn đó vừa có học thức mà vừa có kinh nghiệm thực tế nữa. Bạn làm tới đâu người ta chỉ tới đó, mà người ta chỉ bạn vừa lý thuyết cho bạn hiểu và người ta chỉ bạn thực hành, đó tùy các bạn thôi, các bạn chọn cái cách nào để các bạn chọn. Nếu các bạn chọn cách thứ ba đó thì các bạn đi theo mình, còn bạn chọn hai cách kia thì bạn kiếm người nào đó người ta giỏi người ta dạy cho bạn. Thì cái câu chuyện này đó các bạn, ví dụ các bạn có khởi nghiệp mà các bạn không biết cái gì hết thì các bạn bắt buộc các bạn phải đi học, mà các bạn học là các bạn phải học hai thứ. Các bạn học vừa kiến thức vừa lý thuyết để bạn hiểu trong đầu bạn hiểu, rồi sau đó bạn áp dụng, bạn thực hành phải có cái người gọi là cố vấn, người ta phải chỉ cho bạn, thấy bạn sai người ta sửa liền, và thấy bạn sắp đi tới cái hố rồi người ta phải nói ê đằng trước có cái hố cẩn thận, thì bạn mới đi vòng qua cái hố, chứ bạn đừng có nhảy xuống cái hố luôn. Có những bạn đã nhảy xuống cái hố một lần rồi
không phải vô tình thôi, rớt xuống hố rồi bạn đứng lên được, sau đó bạn lại thấy cái hố thứ hai, bạn lại rớt xuống cái hố thứ hai nữa. Các bạn, trong kinh doanh nó vậy đó, nó không có cái gì mà nó đơn giản mà nó dễ dàng đến với bạn và bạn nhanh chóng thành công ở cái việc nhiều tiền đó. Coi cái gì nó cũng có cái quá trình học tập và quá trình trải nghiệm đó, nó như vậy. Còn đầu tư thì như thế nào các bạn? Đầu tư nó cũng giống vậy thôi, cũng giống như có những con thiêu thân ở ngoài kia thấy người ta nói ok. Mình nói với bạn hai cái ví dụ nha. Thứ nhất là mua bán bất động sản một cách liều mạng, gọi là làm giàu bất chấp đó, là cứ vô mua thôi, thấy được là mua, là gọi là không có suy nghĩ gì hết. Người ta có tiền nhưng mà người ta lại không chịu đi học những cái lớp này. Người ta nghĩ là ok, kinh nghiệm của họ, họ đầu tư cái vụ này thành công, là ở quá khứ đó cái này thành công, cái kia thành công, họ nghĩ cái vụ tiếp theo sẽ thành công và người ta không đi học. Mà thực chất là đi học là để giảm cái điều quan trọng nhất, đi học là để đừng bị mất tiền trước đó. Kiếm lợi hay không lợi thì mình không biết, nhưng đi học để mình có kiến thức, để mình đừng bị mất tiền trước đó đã là thành công rồi các bạn. Giữ nguyên cái đồng tiền của mình có là đã thành công rồi đó, đừng có để bị mất tiền là đã thành công rồi. Còn khi bạn có nhiều kiến thức hơn nữa thì bạn đầu tư, bạn có kiến thức thì bạn tìm ra được những cái dự án và bạn biết được nó đang lan tỏa tới chỗ nào đầu tư thì nó sẽ có sinh ra lợi nhiều hơn. Cái đó là do quá trình học mới biết được thôi các bạn. Bạn đầu tư mà bạn chỉ biết ok chỉ có đất nền thôi là cũng không được, bạn chỉ có biết căn hộ thôi cũng không được, bạn chỉ biết là mua nhà phố thôi cũng không được, bạn phải kết hợp ba cái đó các bạn. Nó giống như bàn cờ vậy đó, nếu bạn chỉ đi một quân thôi, bạn cứ thử nghĩ, bạn cứ con xe, bạn cứ đi hoài con xe sao, trong khi đó nó vừa có mã, vừa có tượng nữa, vừa có sĩ nữa, vừa có hậu nữa, tại sao không đi hết toàn bàn cờ, rồi có những con chốt khác nó là bảo vệ bạn nữa, tại sao không đi mà bạn chỉ chọn một quân, bạn cứ đi lên đi xuống hoài, đâu có được các bạn. Bạn làm như vậy là bạn hạn chế cái khả năng của bạn đó. Mình nói thêm một cái ví dụ thứ hai nữa, khi bạn có kiến thức rồi á thì cái kiến thức này bạn mới hiểu được. Ví dụ ngoài kia có những người ta quảng cáo nói một năm người ta sẽ đem lại lợi nhuận cho bạn 40% hoặc là 30% một năm hoặc là 6 tháng gì đó, tùy theo cái nhà đầu tư người ta đưa ra bạn những cái hợp đồng, thì bạn mới hiểu trong cái số 40% đó là bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Bạn mới hiểu được ví dụ như người ta nói như vậy 40% đó, có phải người ta lấy tiền túi của người ta trả cho bạn hay không, hay là đầu tư như vậy, đầu tư đất nền như vậy, người ta phân lô vậy, người ta bán người ta lợi được bao nhiêu mà người ta đưa cho bạn 40%, nghĩa là họ lời được 50%, họ lấy 10% họ trả cho bạn 40%, hay là họ chỉ lời được 30% rồi sau đó họ lấy tiền túi của họ, họ bù cho bạn thêm 10% nữa. Nếu tháng này người ta bù cho bạn được, tháng thứ hai người ta bù cho bạn được, tháng thứ ba người ta bù cho bạn được, đến tháng thứ 10 người ta không có tiền người ta bù cho bạn thì sao? Cái đồng tiền của bạn nhận được từ họ, mà nếu họ kinh doanh làm ăn có lời, có nghĩa là họ lời được 50%, họ đưa cho bạn 40%, họ giữ được 10%, thì họ sẽ rất hạnh phúc đúng không các bạn? Quá hạnh phúc rồi. Nhưng mà nếu mà họ chỉ có lời được 30% thôi, họ bỏ tiền túi ra cho bạn 10% nữa, thì bạn nghĩ coi cái mối quan hệ của bạn và cái người kia cái kéo dài lâu được không? Đó. Cái bài toán của bất động sản là cái bài toán nó rất là sâu và có thể ngồi nói từ ngày này qua năm nọ, tháng này qua tháng kia cũng không bao giờ hết được các bạn. Đó, mình mong muốn là các bạn hãy hiểu cái bất động sản á là một cái gì đó mà gọi là một môn học cũng được, hoặc là một cái gọi là một cái ván cờ cũng được, hoặc là bạn có thể nghĩ đó là giống như một cái cuộc đời hay là một cái phân khúc nào đó trong cuộc sống của bạn cũng được. Và có thể là bạn nghĩ nó muôn màu, muôn vẻ, muôn mặt, nó rất là hay, mà các bạn không thể nào nói là ok, thôi tôi có tiền nè, tôi không cần phải học đâu, tôi đưa cho anh nè, anh muốn làm gì anh làm, miễn năm sau anh đưa cho tôi 15%, 20%, 30%. Không được các bạn, thực chất là không được á. Tại vì bạn cứ thử nghĩ đi, bạn đưa tiền cho người ta đầu tư vẫn được, nhưng bạn không có hiểu được làm sao người ta kiếm được cái tiền đó người ta đưa cho bạn. Nếu vậy thì mình nghĩ bỏ tiền vô ngân hàng nó nhanh hơn và nó an toàn hơn cho bạn là đầu tư bất động sản. Còn nếu bạn đầu tư bất động sản như vậy, lỡ mà cái người mà hứa với bạn đưa cho bạn 40% hay 30% gì một năm, họ tới tháng đó họ không có tiền rồi, giờ tính sao, bạn làm gì được người ta? Bạn phải hiểu cái rủi ro ở trong đó, cái nguy nó có cái cơ hoặc là cơ hội nó có thì nó sẽ đi liền với lại lợi nhuận nó sẽ đi liền với cơ hội các bạn. Những cái đó nó liên quan chặt chẽ với nhau, chứ nó không có cái nào mà nó ok anh đầu tư đi anh chắc chắn 100% là lãi.
Không ai nói được cái này hết các bạn. Đó. Mình mong là các bạn không có giống như cái con thiêu thân. Các bạn cứ nhảy vô cái đám lửa mà bạn không biết cái đó là cái sự nguy hiểm. Ở ngoài kia rất là nhiều người, rất là nhiều người đang muốn bạn là con thiêu thân như vậy. Nhưng những người đang theo dõi cái kênh Lò Khởi Nghiệp của mình đã cố gắng hết sức để cho các bạn hạn chế các bạn, để các bạn bỏ tiền ra các bạn đầu tư thì bạn kiếm được cái lợi nhuận tốt. Và thứ hai nữa, khi mà bạn đầu tư bạn phải có được cái kiến thức, tại bạn đưa ra cái tiền đồng tiền của mình, ví dụ như 1 tỷ thì bạn phải hiểu coi nếu mình bỏ ngân hàng thì mình được bao nhiêu, 7% một năm thì 1 tỷ 070, chứ bây giờ mình đi đầu tư thì mình phải đầu tư là phải có lời hoặc là có lỗ các bạn. Nhưng bạn phải tìm cái nhà đầu tư nào để cho bạn cảm giác là ok, nó an toàn để cho bạn đầu tư, hoặc là bạn muốn làm cái gì đó bạn phải hiểu về nó chút xíu, bạn làm thì nó sẽ gọi là, nếu mà bạn làm dự án thứ nhất nó không thành công thì bạn mới hiểu ok, lần thứ nhất tôi làm không thành công, tôi rút kinh nghiệm để tôi làm lần thứ hai tốt hơn. Chứ bạn không có thể nào đưa cho người khác làm, mà đưa cho người khác làm thì bạn cũng không hiểu gì hết các bạn. Khi mà người khác làm bạn thực sự bạn không hiểu, bạn phải cùng làm với họ mới được các bạn, cùng nhau sát cùng vai sát cánh với họ làm, cùng cập nhật kiến thức. Đừng như những con thiêu thân cứ đâm đầu vào đống lửa và cứ suy nghĩ ok, ở ngoài kia người ta đưa cho mình 40% thôi, được rồi mình nhảy vô mình làm các bạn. Khi bạn làm như vậy thì chính cái bản thân các bạn không có kiến thức nên bạn mới dám làm những cái điều như vậy. Còn nếu bạn có kiến thức bạn mới suy nghĩ lại, cái dự án này có vẻ như nó hồi xưa mình nhớ mình học á, đâu ai nói gì đâu, đâu có ai mà nói có thể mà đảm bảo được cái giá như vậy đâu. Phải suy nghĩ lại rồi mình coi thì sao. Thì các bạn thấy đó, mình không nói những cái tập đoàn mà thì bạn lên mạng bạn đánh là nó ra liền à, chứ không cần phải nói. Mình nói Alibaba là một ví dụ, các bạn tự lên mạng các bạn đánh nó sẽ ra, thì các bạn sẽ thấy cái đó người ta làm cái gì, thì các bạn cũng tự tìm hiểu các bạn sẽ biết. Và mong là các bạn đừng như những con thiêu thân cứ đâm đầu vào lửa rồi sau đó thì không biết cái tương lai mình nó như thế nào á. Các bạn hãy có trách nhiệm với bản thân các bạn. Tại sao mình nói các bạn có trách nhiệm? Cái đồng tiền của các bạn làm ra nó rất là khó khăn, mà khi các bạn đưa cho người khác mà bạn không có trách nhiệm với chính cái đồng tiền, với chính cái sức lực của bạn bỏ ra bạn kiếm được cái đồng tiền đó, thì bạn xứng đáng với nó không? Mình cứ nghĩ đơn giản thôi, bạn nghĩ ok tôi kiếm được tiền nhưng mà tôi không có trách nhiệm với nó, không được các bạn. Thực sự là các bạn phải có trách nhiệm, và các bạn hãy dành một tí xíu thời gian ra để bạn học cái kiến thức, để khi người ta nói như vậy bạn phải hiểu ok, như vậy là nó có bao nhiêu phần trăm rủi ro, nó bao nhiêu phần trăm là tốt mà bao nhiêu phần trăm là nó không tốt. Rồi giờ phân tích như vậy cần hỏi những cái người chuyên gia, những người giỏi hơn bạn thì bạn mới có cái đội ngũ để bạn hỏi. Nếu bạn không đi học, bạn không có những ông thầy, không có những người cộng sự, bạn hỏi ai? Bạn chỉ hỏi bạn, hoặc là bạn hỏi những người xung quanh bạn, hỏi gia đình bạn. Mà trong khi bạn có khi là giỏi nhất trong những người xung quanh, những người trong gia đình bạn, thì bạn phải cần phải có những người giỏi hơn bạn để bạn hỏi. Chứ bạn đi hỏi những người dở hơn bạn thì bạn hỏi làm cái gì? Các bạn thấy mình nói đúng không? Nếu các bạn thấy đúng thì các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết. Thì các bạn, bạn cũng có thể người khỏe nhất, bạn có thể là người thông minh nhất, nhưng mình không muốn các bạn là cái con thiêu thân để các bạn nhảy vô cái đám lửa và các bạn không biết là mình đang đi vào những cái điểm nguy hiểm. Nguy hiểm đó có thể là không có nguy đến tính mạng của các bạn đâu, nhưng mà tương lai nó sẽ nguy đến tính mạng. Tại vì nếu mà gia đình bạn không có tiền đó mà để sinh hoạt thì sao? Thì làm sao mà sống được? Đó, các bạn cứ suy nghĩ thử đi. Hãy có trách nhiệm với cái đồng tiền của mình. Và khi bạn ra khởi nghiệp á, kinh doanh á, bạn hãy có trách nhiệm với lại gia đình của mình và với cái bản thân của bạn nữa. Thay vì bạn bỏ thời gian ra bạn học như cái cách thứ ba nãy mình nói đó, có 3 cách để bạn làm, thì mình không muốn nhắc lại nữa. Cái cách thứ ba là cái cách đơn giản nhất và ngắn gọn nhất để các bạn đi tới thành công. Tùy theo các bạn chọn. Các bạn muốn làm thiêu thân thì các bạn cứ làm. Nhưng mà mình biết ở ngoài kia có rất là nhiều người, người ta chọn cách thứ ba để làm gì? Để người ta đi tới đích một cách gọi là an toàn nhất. Và thứ hai nữa thì người ta đi tới đích đó, người ta biết được cái tương lai của họ sẽ đi về đâu, và họ biết những cái dự án nào họ bỏ tiền ra họ đầu tư, hoặc là dự án nào bỏ ra kinh doanh, họ hiểu được có những cái khó khăn gì, có những cái trở ngại gì, những cái thuận lợi gì. Sau đó người ta ngồi ok, cân đo đong đếm được rồi. Người chủ đó, các bạn á các bạn, các bạn là người đưa ra quyết định chứ không phải là mình, không phải là những người cố vấn khác. Bạn là người đưa ra quyết định. Mình có thể giúp các bạn phân tích. Các bạn là người đưa ra quyết định, các bạn quyết định cuộc đời của bạn. Cuộc đời của các bạn thành công hay không
chính là do các bạn. Hãy đừng làm những con thiêu thân nha các bạn. Chúc các bạn thành công.